Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình công dân và công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia Công an Nhân dân năm 2024 trên địa bàn huyện Đông Hải và thị xã Gia Rai. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Dương Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hải và thị xã Gia Rai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiệu đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho các gia đình, các công dân Trần Chí Nguyện, Lê Nhu ở xã Điện Hải, huyện Đông Hải, Lê Quỳnh Anh Tuấn, Hứa Minh Nhật ở phường Hậu Phòng và phường 1, thị xã Gia Rai. Đây là những công dân tiêu biểu có tinh thần tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an Nhân dân năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi tình hình các gia đình và tâm tư nguyện vọng của các công dân, động viên các gia đình tạo điều kiện tốt nhất để con em yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an Nhân dân là trách nhiệm thiêng liêng, cũng là niềm tự hào của mỗi công dân, gia đình các công dân với đất nước. Khi đã trúng tuyển, mỗi công dân hãy tích cực phấn đấu, rèn luyện để khỏe mạnh, trưởng thành hơn. Sau khi xuất ngũ, hoàn thành 2 năm thực hiện nghĩa vụ trở về địa phương, tiếp tục cống hiến sức mình, xây dựng quê hương, chăm lo cho gia đình. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiệu đã trao quà Tết và chúc các gia đình hưởng một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc. Các thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đáp lại tình cảm của lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, đại diện các gia đình, công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an Nhân dân năm 2024 đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh cùng đoàn, đồng thời hứa quyết tâm làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.